Xin chào mừng các bạn đã cùng đến với tạp chí game số 41. Trong tuần qua có những thông tin nào đáng chú ý về game, các nhà phát triển game có dự án gì mới và chúng ta sẽ đón những sản phẩm nào mới trong tuần này, hay xa hơn một chút là trong tháng này. Đặc biệt 7 ngày vừa qua, có những sự kiện thú vị nào xung quanh đời sống có liên quan đến video game hay không? Hãy tiếp tục cùng với mình khám phá trong số tạp chí game ngày hôm nay nhé. Và ngay sau đây sẽ là một vòng quanh game. Tuần qua trong một buổi trao đổi với các content creator nổi tiếng như Pro Reborn hay Jack Frax, Patrick Kelly, đồng giám đốc của studio Infinity Ward, được cho là đã thông tin thêm về phiên bản Call of Duty 2022 là hậu bản của Modern Warfare năm 2019. Theo những content creator này, Modern Warfare 2 sẽ mang lại trải nghiệm chơi đơn gai góc hơn người tiền nhiệm, tập trung vào các pha chiến đấu trong không gian chật hẹp, đưa ra những lựa chọn khó khăn hơn cho người chơi và tất nhiên là vẫn bao gồm những khoảnh khắc nghẹt thở đã thành thương hiệu của Call of Duty. Đối với chế độ Warzone được yêu thích, Infinity Ward kỳ vọng việc tích hợp Warzone với các phiên bản của Call of Duty sẽ được thực hiện nuột nà hơn, cũng như tạo ra những trận đấu mà không game nào là như game nào, cho phép người chơi quyết định tự do tối đa việc họ sẽ chiến thắng theo cách nào, một mong muốn khá tham vọng. Đáng chú ý, Call of Duty năm nay rất có thể sẽ có cho mình một chế độ sandbox, dù chưa có thông tin chi tiết nào về nó, liệu sẽ có một chế độ chơi theo dạng Portal của Battlefield 2042 hay chăng? Call of Duty 2022 được cho là có mức đầu tư cực khủng, có thể lên tới 300 triệu đô la Mỹ nhằm đưa dòng game này trở lại sau một số phiên bản gây thất vọng, nhất là Vanguard mới đây. 8 năm sau khi được công bố, Dead Island 2 sẽ có thể ra mắt trong năm nay. Thông tin này đến từ Tom Henderson, người cho biết đã có cuộc trao đổi với đội ngũ phát triển và được biết quá trình phát triển Dead Island 2 đang diễn ra thuận lợi. Henderson cho biết rất có thể chúng ta sẽ sớm có một đoạn trailer gameplay dành cho Dead Island 2 và ngày ra mắt của tựa game có thể là quý 4 năm nay. Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm một chút về bối cảnh của trò chơi, khi bạn đang trong một chiếc máy bay và ngay tại đây sẽ nổ ra một sự bùng phát dịch bệnh khiến zombie xuất hiện. Chiếc máy bay này sau đó đâm xuống Hollywood và chúng ta sẽ phải sinh tồn ở đây. Có thể thấy bối cảnh của game cũng đã thay đổi, khi mà mới đầu, tựa game được cho là sẽ xoay quanh việc lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đưa California vào vòng kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Vốn được phát triển bởi Jagger Development, Dead Island 2 sau đó được chuyển cho Sumo Digital thực hiện. Sang năm 2019, một lần nữa dự án lận đận này được đến tay Dam Buster, một studio trực thuộc Deep Silver. Phiên bản làm lại của một trong những tựa game Resident Evil hay nhất, Resident Evil 4 được cho là sẽ sớm được hé lộ bởi Capcom. Bên cạnh đó, hãng game Nhật Bản có thể sẽ điều chỉnh lại một chút bối cảnh của tựa game này thay vì làm lại giống hoàn toàn như phiên bản gốc. Theo báo cáo, năm 2021 đã có một số bất đồng trong nội bộ Capcom về định hướng của dự án, khi mà đội ngũ phát triển mong muốn tạo ra một tựa game có cảm hứng từ bản gốc, song vẫn đồng thời mang lại nhiều yếu tố mới như thời gian diễn ra các sự kiện, vai trò của các nhân vật phụ. Resident Evil 4 Remake được cho là thuộc sự phát triển ban đầu bởi M2, một studio do Tatsuya Minami, người từng làm việc tại Platinum Game, đứng đầu. Tuy nhiên sau này, dự án đã được chuyển cho đội phát triển chính trực thuộc Capcom là Capcom Division 1, những người tạo ra những phiên bản Resident Evil chính. Điều này được cho là bởi M2 muốn đi theo hướng trung thành hơn với phiên bản gốc sau khi việc Resident Evil 3 Remake lược bỏ nhiều nội dung đã khiến các fan thất vọng. Mặc dù bị ném đá không thương tiếc bởi chất lượng tồi tệ khi ra mắt, song Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, phiên bản remaster của GTA 3, Vice City và San Andreas vẫn thành công lớn về mặt doanh thu, vượt qua cả dự tính của nhà phát hành Take-Two, cho thấy bom tấn này không xịt như chúng ta tưởng. Bên cạnh đó, GTA 5 cũng đã đạt mức tiêu thụ cực kỳ khủng, 160 triệu bản. Shroud Zelnick, chủ tịch của Take-Two cho biết, họ luôn tập trung vào chất lượng của từng sản phẩm với mong muốn mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thỉnh thoảng thì vẫn có những vấn đề như với Grand Theft Auto The Trilogy chẳng hạn, và đội ngũ thực hiện đang tiến hành nhiều bản vá khác nhau để sửa chữa lỗi lầm này. Vị chủ tịch kiêm CEO này cũng nhấn mạnh, dù ra mắt không thành công, song ông lớn này vẫn sẽ không thay đổi cách phát triển của họ, tức là đẩy các phiên bản port hay remaster cho bên thứ ba. Thôi thì cũng đành, bởi cũng chỉ mới tuần qua, Grand Theft Auto 6 đã được xác nhận đang trong quá trình phát triển, và bản thân mình thì không muốn Rockstar phải ôm thêm bất kỳ dự án nào nữa, cứ tập trung mà hoàn thành GTA 6 mà thôi. Free Fire, lửa chùa, cùng với 53 ứng dụng khác từ Trung Quốc đã bị Ấn Độ xóa bỏ trên nền tảng Google Play Store. Hiện chưa rõ nguyên nhân của việc làm này là từ vụ kiện của Krypton, cha đẻ của PUBG, vào Garena bởi cáo buộc đạo nhái tựa game của họ, hay là vấn đề leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Song Free Fire vốn là tựa game có nguồn gốc từ Singapore, chứ không hẳn là Trung Quốc. Chỉ có người sáng lập nên công ty mẹ của Garena là người gốc Trung mà thôi. Đồng thời nó được đánh giá là một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay, vì vậy việc Ấn Độ dập lửa nhận được nhiều sự chú ý. Ngay sau khi Free Fire bị cấm, Sea, công ty mẹ của Garena đã bốc hơi hơn 16 tỷ đô la Mỹ vốn hóa. Mọi chuyện được cho là vẫn chưa thể dừng lại ở đây và Garena chỉ cho biết họ đang xem xét vấn đề. Hãy cùng xem hành trình đốt lửa của Garena sẽ thành công hay Free Fire sẽ chính thức tắt ngóm tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Chưa đầy 10 ngày nữa, tựa game được mong chờ bậc nhất năm nay, Elden Ring sẽ chính thức được ra mắt.
Bên cạnh thông tin chi tiết hay những đánh giá sớm của nhiều đơn vị truyền thông về tựa game này, thì một vấn đề cực kỳ quan trọng khác mà nhiều game thủ đang mong ngóng, Elden Ring đều quan tâm, đó là cấu hình của tựa game. Tuần qua, cấu hình tối thiểu của Elden Ring đã có mặt trên Steam với những yêu cầu phần cứng khiến nhiều game thủ khóc thét. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó nó đã bị gỡ xuống, giúp nhiều người hy vọng rằng liệu đã có một sai lầm nào đó. Nhưng không, vài ngày sau, đích thân Bandai Namco đã đăng tải chính thức lại những thông tin này. Cụ thể, cấu hình của bom tấn sắp tới như sau. Thực tế thì thông tin này cũng không quá bất ngờ, bởi theo Hidetaka Miyazaki, thế giới mở của Elden Ring là kỳ công nhất trong các tựa game show từ trước tới nay. Cũng như trong các sản phẩm này, From Software đã chú ý nhiều hơn đến đồ họa. Do đó hãy chuẩn bị tâm lý, bởi con boss khó vượt qua nhất có khi lại không phải trong game, mà là tình hình tài chính của bạn đấy. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý trong làng game tuần qua. Nếu bạn chưa biết thì tuần qua, một chiến dịch kêu gọi EA phải hoàn lại tiền cho người chơi Battlefield 2042 trên mọi hệ máy đã được tiến hành và ngay lập tức thu thập được hàng chục nghìn ý kiến đồng tình. Hiện tại, cuộc kêu gọi chữ ký này đã gần hoàn thành mục tiêu 200.000 mà nó đặt ra. Và nếu bạn là một người chơi đã lỡ bỏ ra $70 cho bom xịt này, thì đừng chần chừ gì nữa, hãy ký ngay và hy vọng những đồng tiền xương máu sẽ sớm trở về ví của chúng ta đi thôi. Đầu tháng này, cảnh sát Florida đã nhận thông tin và nhanh chóng đến hiện trường là một ngân hàng. Theo nhân chứng kể lại, một người đàn ông đeo mặt nạ hình chú nhím xanh Sonic mang theo một chiếc búa lớn với ý định vơ vét của cải tại đây. Tuy nhiên, do nhận phải sự kháng cự từ nhân viên ngân hàng mà sau đó tên này đã tẩu thoát trong khi chưa lấy được tiền trước cả khi cảnh sát đến. Vụ cướp hụt này nhanh tới mức mà hiện cảnh sát chưa tìm thấy dấu vết nào để tóm được kẻ phạm tội. Đúng là nhím xanh tốc độ. Sẽ là một thông tin nữa liên quan đến các vụ án và video game. Mới đây, tựa game Wordle, sản phẩm game đồ chữ đang làm mưa làm gió thời gian vừa qua, đã gián tiếp cứu một cụ già khỏi một kẻ bắt cóc. Cụ thể, cụ bà 80 tuổi Dennis Hall tại Chicago, bang Illinois, Mỹ đã bị một kẻ lạ mặt xâm nhập vào nhà. Tên này khi ấy không mảnh vải che thân, chảy máu do bị thương khi phá cửa sổ, cầm một cái kéo và đe dọa nạn nhân lớn tuổi. Sau đó, hắn yêu cầu bà Hall đi quanh nhà, ngắt điện thoại và tắm cùng với mình trước khi giam bà xuống tầng hầm suốt 17 tiếng. Một tên tội phạm khá kỳ quặc và việc hắn bị phát hiện cũng lạ kỳ không kém. Số là bà Hall là một người rất đam mê Wordle, bà chơi hàng ngày và ngày nào cũng gửi cho con gái đáp án của câu hỏi ngày hôm đó. Và chính nhờ việc không nhận được đáp án ngày hôm đó từ mẹ mà con gái của bà đã sinh nghi, từ đó báo cảnh sát để giải thoát cho mẹ mình, bắt thành công tên tội phạm biến thái kia. Thật thú vị phải không? DLC mới nhất của The Sims 4, My Wedding Story, sẽ cho phép người chơi kết hôn đồng giới trong game và ngay lập tức vấp phải vấn đề tại thị trường Nga, quốc gia có bộ luật kiểm duyệt những nội dung dạng này. Phản hồi lại vấn đề trên, đội ngũ phát triển The Sims cho biết họ sẽ không loại bỏ nội dung kết hôn đồng giới ra khỏi tựa game của mình, bởi đây chính là một trong những giá trị cốt lõi của trò chơi, cho phép bạn trở thành bất kỳ ai, yêu người nào bạn muốn và kể những câu chuyện mà bạn muốn kể. Các tựa game VR đang ngày càng phổ biến, nhưng nếu bạn đang có ý định tham gia vào thế giới thực tế ảo cực kỳ cuốn hút này thì hãy cẩn thận nhé. Bởi lẽ theo số liệu vừa được công bố thì các công ty bảo hiểm đang tiếp nhận số vụ việc liên quan đến thiết bị VR nhiều hơn tới 31% trong năm 2021. Phần lớn trong số chúng là về những sự việc phá hỏng TV hay đồ đạc có giá trị khi đang chơi game VR, và tất nhiên cũng không thiếu các trường hợp bị thương khi đang đắm chìm trong thế giới ảo. Hãy chú ý không gian xung quanh và cẩn trọng khi chơi game nhé. Tuần qua, Nintendo Direct đã diễn ra và trong số những tựa game xuất hiện, nổi bật nhất chính là Kirby and the Forgotten Land. Khi mà thông qua trailer mới, tựa game này đã phô diễn cơ chế đầy mồm Mouthful Mode của Kirby, cho phép chú có thể nuốt trọn cả một chiếc xe ô tô, cho ra sản phẩm là một hình thù kỳ lạ. Và ngay lập tức, sinh vật này đã phá đảo Internet vừa qua với hàng loạt bài đăng của cộng đồng game thủ toàn cầu. Sau đây sẽ là một số bài post thú vị, cũng như kèm theo một video ghi lại hình ảnh, một đoạn mod Kirby kết hợp giữa car, xe ô tô và Kirby dành cho tựa game Mario Kart, cũng như một đoạn phim hoạt hình hơi dark một chút, parody cho cơ chế thú vị này. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! But I'll be damned. This town ain't what it used to be. Oh, oh, holy moly. Step right up, step right up. Okay. Looks like you're good to go. That'll be $10, please. What the fuck?
Mặc dù thương vụ mua lại Activision Blizzard đã được thông báo, song quá trình thực hiện việc thâu tóm này lại không hề dễ dàng cho Microsoft. Bên cạnh việc có được sự cho phép của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, thì vấn đề vận hành Activision Blizzard cũng là không đơn giản. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc Microsoft sẽ làm gì để giải quyết vấn đề môi trường làm việc tệ hại tại Activision Blizzard. Scandal đang làm rúng động ngành game suốt năm 2021. Và mới nhất, chủ tịch của Microsoft Brad Smith cho biết họ đang nghiên cứu kỹ lưỡng về những người sẽ đứng đầu Activision Blizzard với ưu tiên cao nhất là một môi trường làm việc an toàn. Vị chủ tịch này cũng đưa ra lời cảnh báo nhẹ nhàng rằng những người đang lãnh đạo Activision Blizzard hãy tự mình đưa ra quyết định, song Microsoft sẽ theo dõi quyết định đó. Điều này có nghĩa nếu muốn giữ ghế thì bộ sậu của Activision Blizzard nên khôn ngoan thì hơn. Cuối tháng 1 vừa qua, Team 17, nhà phát hành đứng sau nhiều tựa game indie chất lượng, đã thông báo sẽ phát hành loại NFT dành cho thương hiệu Worm của họ và ngay lập tức nhận về hàng loạt chỉ trích của cộng đồng game thủ, cũng như các studio, trong đó có cả những đội ngũ là đối tác. Chỉ một ngày sau, Team 17 đã phải rút lại quyết định của mình. Tuy nhiên câu chuyện dường như không chấm dứt ở đây, khi mà Team 17 được cho là đang theo đuổi những mục tiêu làm tiền ngớ ngẩn, trong khi đối xử với nhân viên của họ cực kỳ tồi tệ, bao gồm hành vi giảm lương, tăng giờ làm, không giải quyết được vấn nạn quấy rối tình dục công sở. Nhân viên của Team 17 được cho là không biết gì về kế hoạch NFT của công ty. Nhiều người cho biết họ phải nhịn ăn, đến công ty để bớt tiền điện nước tại nhà, không có tiền mua quần áo. Trong khi đó, ông chủ của mình thì đưa ra những quyết định khiến cho hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng trầm trọng, khiến cho mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Atsushi Inaba, CEO của Platinum Game, cho biết studio này đang muốn thay đổi cách tiếp cận trong phát triển game. Bên cạnh các sản phẩm chơi đơn vẫn được yêu thích, Platinum Game muốn dấn thân vào những tựa game có thể chơi được lâu dài hơn, có thể là thông qua những cái tên đi theo mô hình live service, cũng như dự án Project ZZ đã được thực hiện rất lâu bởi Hideki Kamiya chẳng hạn. Cùng với đó, Atsushi Inaba cũng nhấn mạnh, Platinum Game sẽ tạo ra những tựa game quy mô lớn hơn, cũng như mới lạ hơn, bởi nếu không xây dựng được những cách chơi game mới, thì Platinum Game cũng không còn lý do nào để tồn tại, dù họ có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Bên cạnh những cái tên mới đầy tiềm năng, mới đây Platinum Game cũng cho biết họ mong muốn khởi động lại dự án Scalebound từng bị hủy bỏ và sẵn sàng thảo luận nghiêm túc với Microsoft về sản phẩm đáng tiếc này. Ngoài ra trong cuộc trao đổi, Platinum Game cũng đã để mở khả năng được mua lại bởi một ông lớn nào đó, miễn là đội ngũ này có thể hoàn toàn tự do phát triển các sản phẩm của mình. Sifu, tựa game Kung Fu Beat'em Up ra mắt mới đây và rất yêu thích, đã trở thành đối tượng công kích của một số tờ báo và phóng viên khi cho rằng tựa game này đã có những chi tiết phân biệt chủng tộc. Cụ thể, nhà phát triển Slow Clap bị chỉ trích rằng đã không lấy ý kiến của người Trung Quốc để chắc chắn sản phẩm của mình trung thành với văn hóa Trung Hoa và đội ngũ thực hiện tựa game này không có người châu Á. Một điều thú vị là phần lớn những nhân vật đưa ra chỉ trích lại không phải người châu Á và không hiểu vì sao họ lại muốn nói thay cho cộng đồng của chúng ta như vậy. Thôi thì trong trường hợp này, mình cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng phải công nhận những nhà báo nào nghĩ ra ý tưởng này để chỉ trích thì cũng xứng đáng làm sư phụ của mình thật. Hammer House, người đứng đầu các studio của PlayStation mới đây công bố tựa game Horizon Zero Dawn đã chính thức bán được 20 triệu bản trên nền tảng PS4 và PC. Cùng với đó, game thủ toàn cầu đã dành hơn 1 tỷ giờ chơi cho chuyến hành trình đầu tiên của Aloy. Thông tin này được đưa ra trước thềm sự ra mắt của Horizon Forbidden West, hậu bản được mong chờ của Zero Dawn sẽ ra mắt vào ngay ngày mai. Trong hậu bản này, chúng ta sẽ tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào tương lai trong thế giới của Horizon, cùng Aloy tìm hiểu lý do vì đâu mà những vùng đất xung quanh cô đang chết dần chết mòn. Với hàng loạt cơ chế gameplay thú vị được bổ sung, cộng với nền tảng đồ họa tuyệt vời tạo ra bởi sức mạnh của cỗ máy PlayStation, Horizon Forbidden West là sản phẩm cực kỳ đáng mong đợi. Liệu nó có vượt qua thành công của phiên bản đầu tiên hay không? Hãy cùng chờ xem, bởi theo đánh giá ban đầu, đây là sản phẩm có điểm số cao nhất từ đầu năm tới nay. Phil Spencer, ông chủ mảng gaming của Microsoft cho biết tham vọng muốn biến Starfield trở thành tựa game của Bethesda được chơi nhiều nhất từ trước tới nay. Đến từ studio đã tạo ra The Elder Scrolls 5, Skyrim, tựa game bán được tới 30 triệu bản từ khi ra mắt năm 2011. Starfield sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu thực sự muốn phá kỷ lục của những người đàn em của nó, nhất là khi tựa game này sẽ không ra mắt trên PlayStation. Phil Spencer cho biết, trong khi trao đổi với Todd Howard từ Bethesda, họ đã đặt ra câu hỏi liệu sẽ thế nào nếu Starfield trở thành cái tên được chơi nhiều nhất của Bethesda, đồng thời lấy ví dụ về việc Halo Infinite và Forza Horizon 5 là những cái tên được chơi nhiều nhất trong dòng game của nó. Khẳng định tham vọng của Starfield là hoàn toàn có thể, khi mà với mô hình hoạt động của mình, Microsoft và Xbox đang mang khả năng tiếp cận những tựa game bom tấn đến game thủ ngày càng dễ dàng hơn. Tuần qua, Nintendo Direct đã có buổi phát sóng đầu tiên của năm 2022 và chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều những cái tên mới đến từ ông lớn Nhật Bản Nintendo. Tuy nhiên bên cạnh những Mario, Fire Emblem, Splatoon, Kirby, Metroid thì một thương hiệu lớn lại không xuất hiện, đó là Zelda. Điều này khiến nhiều người lạc quan thì cho rằng rất có thể phiên bản với cái tên tạm thời The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sẽ phải có cho mình một buổi phát sóng riêng nếu nhìn vào tầm cỡ của nó.
Tuy nhiên cũng đã có những ý kiến tự hỏi liệu tựa game này có bị delay hay không. Thì mới đây, Samus Hunter, một leaker có tiếng trong cộng đồng fan Nintendo, đã đưa ra thông tin của mình. Theo nguồn tin, hiện tại có rất nhiều dự án Zelda đang được phát triển và chắc chắn các fan của dòng game này sẽ có cho mình một sản phẩm nào đó trong năm nay. Riêng với Breath of the Wild 2 thì hiện nay việc nó delay vẫn chưa được xác nhận. Trong trường hợp xấu, nếu tựa game này thực sự trễ hẹn thì việc delay cũng sẽ chỉ được thông báo vào tháng 4 hoặc tháng 5 mà thôi. Tất nhiên đây vẫn chỉ là thông tin được đồn đoán và chúng ta chắc chắn không mong muốn tựa game này bị chậm trễ thêm một chút nào nữa, phải không? Esports thể thao điện tử đòi hỏi rất nhiều từ một người chơi: tài năng, sự tập trung, phản xạ, bộ óc chiến thuật, còn gì nữa nhỉ? Còn chứ, còn độ lầy lội. Vừa qua, hai streamer Ruben Stock và Andre Chuai đã có một trận đấu Age of Empire 2 đế chế 2 kinh điển, khi nó kéo dài đến hơn 95 giờ đồng hồ trong game, cụ thể là 98 tiếng. Để so sánh, thì thông thường một trận đấu AoE 2 chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng trong game là nhiều mà thôi. Màn giằng co, tấn công phòng thủ liên tục của hai game thủ này đã khiến các viewer trên Twitch nổ tung nếu như họ không ngủ quên. Điều thú vị là chính hai game thủ tham gia cũng có những khoảnh khắc phải AFK, và đây là cơ hội để người kia tận dụng tiêu diệt những công trình hay đơn vị lính một cách lén lút. Song không ai có thể kết thúc ván đấu, game đấu mà cả hai người chơi luôn chờ đợi. Một là người kia chán chơi và hai là server bảo trì này đã kết thúc sau 98 giờ đồng hồ, nên nhớ một lần nữa là thời gian trong game nhé. Và người chiến thắng cuối cùng là Andre Chuai sau khi Ruben Stock bị ngắt kết nối, rất có thể là khi anh chàng này đang ngủ. Chúc mừng hai game thủ của chúng ta, ít ra thì cuối cùng họ đã không phải chơi tựa game mình yêu thích nữa. Riot Games vừa qua đã đưa ra một thông báo mô tả những hướng đi của họ trong thời gian tới để tạo ra một môi trường chơi game lành mạnh, trong đó có việc thử nghiệm thu lại và phân tích dữ liệu từ giọng nói của người chơi trong game nhằm chứng trị các thành viên toxic. Thực tế kế hoạch này đã được thông báo từ năm ngoái, tuy nhiên năm nay nó mới chính thức được tiến hành. Một thông tin cần nhớ là việc ghi âm và đánh giá chỉ được thực hiện với những game thủ đã bị báo cáo là có hành vi toxic trong game. Thời gian qua dù đã dùng nhiều biện pháp, song như chính Riot cũng phải thừa nhận, vấn nạn bắt nạt toxic trong Valorant vẫn diễn ra tương đối thường xuyên và họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đồng thời tìm ra nhiều phương án hơn nữa để chấn chỉnh vấn nạn này, ví dụ như việc tạo ra những công cụ đánh giá chat tech trực tiếp của game thủ ngay trong ván đấu, xây dựng các trợ lý ảo tiên tiến nhằm xử lý báo cáo nhanh chóng và chính xác hơn. Thôi thì giữ mồm giữ miệng khi chơi game lại vậy, anh chị em nhỉ. Pokemon Legend Arceus mới ra mắt và đang khiến nhiều game thủ đắm chìm vào thế giới của nó hàng chục giờ liền, trong đó có mình. Tuy nhiên, tựa game được đánh giá là khó bậc nhất trong dòng game Pokemon này lại không thể làm khó được các speedrunner, khi mà mới đây nó đã bị phá đảo chỉ trong 5 tiếng. Edacat, một streamer kiêm speedrunner, đã hoàn thành hành trình của Legend Arceus ở 5 tiếng 8 phút và 39 giây. Tất nhiên, để có thể vượt qua game trong thời gian cực kỳ ngắn như vậy, game thủ này đã phải cực kỳ thông minh và khéo léo nhằm tìm kiếm những bug glitch có thể tận dụng được để bỏ qua nhiều phân đoạn của Legend Arceus. Để so sánh, thì thời gian trung bình một game thủ phải bỏ ra chỉ để hoàn thành tựa game này là từ 25 đến 30 tiếng, cho thấy sự bá đạo của Edacat nói riêng cũng như cộng đồng speedrunner Pokemon nói chung, khi mà chính game thủ này cũng cho rằng mức dưới 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành Pokemon Legend Arceus là hoàn toàn có thể. Mới đây, Sony cùng Polyphony Digital, nhà phát triển của Gran Turismo 7, thông báo họ sẽ tạo ra một AI đột phá, trước tiên sẽ áp dụng cho chính tựa game này, mang lại trải nghiệm đua xe chân thực nhất. AI này có tên Gran Turismo Sophie, là một trí thông minh nhân tạo có khả năng tự học cực kỳ tiên tiến, được tạo ra bởi Sony AI, Polyphony Digital và Sony Interactive Entertainment, đã mang lại kết quả tốt sau khi thử nghiệm tại sự kiện đua xe ảo Race Together 2021 Challenge năm ngoái, thậm chí chiến thắng 4 game thủ chuyên nghiệp. AI Sophie có khả năng học hỏi sự tương tác tạo ra khi điều khiển phương tiện trong game, đường đua cũng như cách thức lái xe chính xác, thậm chí tự lên chiến thuật để có được kết quả tốt nhất trong khi né tránh các vật cản. Dự án này được kỳ vọng sẽ có thể áp dụng vào nhiều tựa game khác trong tương lai, tạo ra những đối thủ máy tân tiến hơn, đồng thời cũng tìm ra những cơ hội cải tiến trải nghiệm chơi game cho chính con người chúng ta. Mặc dù được đón nhận tích cực, tuy nhiên Pokemon Legend Arceus vẫn chịu một số tranh cãi, trong đó đến nhiều nhất là nền tảng đồ họa của nó. Mặc dù vẫn khoác lên mình tấm áo có thể xem là đẹp nhất của dòng game từ trước tới nay, song tựa game này vẫn thua kém nhiều sản phẩm khác về mặt hình ảnh, nhất là khi nó là một sản phẩm ra mắt năm 2022. Ngay lập tức nhiều modder đã phải ra tay để nâng cấp đồ họa cho tựa game mình yêu thích. Mặc dù những bản mod này vẫn đang trong quá trình phát triển, tuy nhiên kết quả ban đầu là rất khả quan. Bên cạnh vấn đề đồ họa thì nhiều yếu tố khác của Pokemon Legend Arceus cũng đang được cộng đồng fan của nó tích cực nâng cấp, như cơ chế điều khiển thuận lợi hơn, khả năng đánh dấu tiện dụng hơn trên bản đồ. Steam Deck sẽ chính thức đến tay người dùng từ cuối tháng này, ít ra là với những ai may mắn đặt trước được nó. Và nếu bạn không thuộc số ít ấy mà vẫn muốn có cho mình một sản phẩm gì đó để cho đỡ buồn tay, thì đây, Valve đã tung ra toàn bộ file CAD cho Steam Deck hoàn toàn miễn phí, cho phép ta có thể in mẫu 3D của chiếc console này.
Bên cạnh việc là một món đồ vui vui, thì việc đưa ra những file này của Valve rất có thể sẽ giúp cho thị trường sản xuất thiết bị đi kèm của Steam Deck trở nên nhộn nhịp. Cơ bản nhất có thể kể đến việc sản xuất vỏ bao cho chiếc máy này chẳng hạn. Hoặc xa hơn là những sản phẩm vỏ thay thế thì sao? Dù sao cũng cần cảnh giác với việc mua phải một chiếc Steam Deck nhựa, tự in với không khí ở bên trong nhé. Trong phải chính ngày hôm nay sẽ là một tựa game dành cho các bạn hay bận việc và chỉ có thể chơi game bằng một tay, hoặc các bạn muốn giảm cân bằng cách nhịn ăn phở trong một ngày duy nhất, đó chính là Vampire Survivors. Với mức giá hơn 40.000 một chút, Vampire Survivor là một trò chơi hành động roguelike đang ở giai đoạn Early Access, nơi bạn phải vượt qua hàng hàng lớp lớp kẻ địch. Để nói về sự thú vị của Vampire Survivor thật khó, nhất là khi nhìn vào hình ảnh đồ họa có phần cổ lỗ của sản phẩm này, phải không? Tuy nhiên, ẩn sau cái mác phần hại mắt ấy là một lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ lôi cuốn. Để chơi Vampire Survivor, bạn chỉ cần sử dụng một tay, cụ thể là điều khiển cho nhân vật của mình di chuyển trên màn hình, né tránh kẻ thù. Mọi công việc khác như tấn công, sử dụng skill để tấn công, thiết lập khiên phòng thủ đều được làm tự động. Nhân vật của chúng ta sẽ hạ gục kẻ thù, ăn điểm kinh nghiệm và lên cấp với nhiều lựa chọn khác nhau như thêm vào nhiều đòn tấn công mới, tăng máu, tăng thủ hay tăng lượng kinh nghiệm nhận về. Càng lên level, việc bạn tạo ra một chiến trường với hàng loạt đạn được bắn loạn xạ trên màn hình lại càng trở nên thú vị hơn. Về mặt kẻ thù, Vampire Survivor chỉ sở hữu phần lớn những đấu thủ máy tưởng như vô hạn với duy nhất một việc là tiến vào vị trí ta đang đứng mà thôi, kể cả có là boss đi chăng nữa. Điều khác biệt có trang chỉ là lượng máu cùng tốc độ của chúng. Tuy nhiên trong trò chơi này, ta mới là trung tâm và bọn các ké thì không cần phải quan tâm. Thu thập tiền sau mỗi lần ngã xuống, mua kỹ năng hay mở khóa các nhân vật, Vampire Survivor được thiết kế rất đơn giản. Nhưng đôi khi, đơn giản lại là thứ chúng ta luôn mong muốn trong tựa game mà mình yêu thích. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoảnh Khắc Game. Trong tuần vừa qua, câu hỏi mà mình đặt ra cho mọi người chính là tựa game nào đang trong một mối quan hệ yêu ghét song song với bạn? Dù rất ghét nó, song bạn lại không thể ngừng chơi. Và kết quả, chúng ta đã có những bình luận vô cùng thú vị. Ngay sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của mình với những cái tên xuất hiện nhiều nhất. Thể loại game MOBA, cụ thể là League of Legends, Dota hay trò chơi mobile liên quân là những cái tên xuất hiện liên tục trong phần bình luận. Trong đó, tựa game của Riot rõ ràng là đứng số 1 trong các bình luận của viewer Việt Nam. Một tựa game mà sau hàng loạt các pha cân bằng tướng 200 năm, cộng đồng không được thân thiện cho lắm, cùng cách vận hành không mới chân chu của nhà phát hành đã khiến tình cảm của ta dường như nguội lạnh. Nhưng vì kỷ niệm, vì đã lỡ đam mê một vị tướng nào đó, hay đơn giản là bởi ta không thể bỏ mặc những người đồng chí phải chịu khổ một mình, mà bản thân vẫn phải log in và chiến game hàng đêm. Sau MOBA là gacha, không chỉ có hại về mặt tinh thần, những tựa game dạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn. Genshin Impact, Honkai Impact, Fate Grand Order, Kantai Collection, Arknights. Dù có thể sở hữu gameplay tuyệt vời, song không thể phủ nhận những trò chơi dạng này luôn hút máu liên tục và khiến ta bực bội khi không thể sở hữu nhân vật mong muốn. Tạch, tạch, tạch. Tiếp theo vị trí thứ 3 sẽ là dành cho các tựa game đặt nặng yếu tố multiplayer khác: CSGO, Valorant, World of Tanks, Apex Legends, đột kích, truy kích hay Age of Empires. Có thể do cộng đồng toxic, do hack cheat, hút máu, do bắt người chơi cày kéo hay đơn giản là do chúng ta thường xuyên ăn ngập hành. Tuy nhiên cảm giác được sát cánh bên những người bạn, cảm giác đạt được chiến thắng sau hàng loạt khó khăn, đánh bại những con người bằng xương bằng thịt khác luôn là một cảm giác rất tuyệt vời. Nói về ăn hành, thì đây, vị trí thứ 4 sẽ là bao gồm những sản phẩm với độ khó cao, thử thách game thủ đến cùng. Với đại diện tiêu biểu đã được nhắc tới như các tựa game Soulline, Katana Zero, Dead Cell, Blasphemous, Devil May Cry, dòng game Toho hay Getting Over It và Jump King. Cá nhân mình thì không hiểu lắm việc anh chị em thích ăn hành thay cơm, có thể vì cảm giác thỏa mãn khi được vượt qua thử thách chăng. Còn mình thì chỉ cảm thấy thoát nợ mà thôi. Thôi thì chúng ta không thuộc về nhau, Elden Ring ạ. Ở vị trí cuối cùng trong danh sách chính hôm nay sẽ là các tựa game trong một dòng game từng nổi tiếng, song đã có bước lùi đáng sợ trong những năm qua. Nổi bật là Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Far Cry cũng từ Ubisoft, CD Pass này là eFootball hoặc Metal Gear với phiên bản thảm họa Survive cùng phần năm trước đó, khi mà cha đẻ Hideo Kojima bị Konami kìm hãm đi sức sáng tạo của ông. Dù sao thì mình cũng mong những dòng game này trở lại, và có lẽ các bạn cũng vậy. Ngoài ra một cái tên khác mà mình cũng muốn nhắc tới, đó là dòng game Mega Man. Những phần game Mega Man có lẽ là tuổi thơ của nhiều người trong chúng ta, và mặc dù phiên bản X8 không thực sự xuất sắc như những người tiền nhiệm đầu tiên của dòng game, song tình yêu mà ta dành cho nó thì không thể nào khác. Và đó là danh sách của tuần này. Tất nhiên chúng ta vẫn còn những bình luận thú vị khác như series Yu-Gi-Oh mà bản thân mình bây giờ vào game thì chẳng khác gì con vịt nhìn người khác ra bài và ngồi lên đầu, Red Dead Redemption 2 với câu chuyện tuyệt vời nhưng bi kịch, Death Stranding với cơ chế shipper trở nên hơi tù sau hàng trăm giờ chơi liên tục,
The Sims vì khả năng hút máu thần sầu từ EA, Minecraft với hình ảnh không mấy ấn tượng nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến ta trở nên nghiện ngập, Skyrim với sức mạnh níu kéo lớn là các bản mod chất lượng, Super Tokusatsu Taisen, The President in My Girlfriend, Clash of Clans, những cái tên mà theo lời các bạn là ta đã tải về rồi lại xóa chúng ra nhiều lần mà vẫn không thể dứt hẳn. Rất cảm ơn những bình luận của các bạn trong suốt tuần qua. Và tuần này, chủ đề của chúng ta là gì nhỉ? Những ngày qua, Kirby với khả năng Mouthful đang làm mưa làm gió trên khắp cõi mạng. Vậy thì với bạn, sinh vật nào là sinh vật dễ thương nhất trong các tựa game mà bạn từng chơi? Có một lưu ý lớn này, sinh vật này phải không được là con người nhá. Chúc các bạn có một tuần vui vẻ và hãy nhớ để lại bình luận cho khoảnh khắc game cũng như bàn luận về những tin tức có trong tạp chí game ngày hôm nay nhá. Tạp chí game tuần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe cho chúng mình nhé. Ngoài ra, hãy truy cập trang Facebook của Fegame để theo dõi những thông tin mới của bọn mình, cũng như tham gia vào các buổi livestream sẽ được tổ chức đều đặn trên Facebook hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau.